Bạn dũng cảm hơn những gì bạn tin, mạnh mẽ hơn những gì bạn thấy và thông minh hơn những gì bạn nghĩ. Đừng hạ thấp giấc mơ chỉ để phù hợp với hoàn cảnh, hãy củng cố niềm tin để làm được những thứ tuyệt vời hơn. Hãy làm việc khi người khác còn đang ngủ, học hỏi khi họ đang tiệc tùng, tiết kiệm khi họ đang phung phí và bạn sẽ sớm có được cuộc sống mà họ vẫn hằng mơ ước. Không việc gì phải xin lỗi, chỉ vì bạn có tiêu chuẩn cao, người thật sự muốn là một phần cuộc sống của bạn sẽ biết cách chạm đến tiêu chuẩn đó. Sai một lần thì có thể cho là tai nạn, nhưng lặp đi lặp lại lỗi sai đó thì chính là sự lựa chọn. Thất bại không đáng sợ, đáng sợ là khi bạn cứ mãi ủ lì một chỗ, từ ngày này qua ngày khác và chẳng có gì thay đổi. Nếu có thể khiến ai đó mỉm cười, hãy làm ngay hôm nay, thế giới này cần nhiều người như bạn. Nếu giấc mơ của bạn không khiến bạn sợ hãi, rõ ràng giấc mơ đó chưa đủ lớn. Những bài học đắt giá nhất thường đến từ những khoảng thời gian tồi tệ nhất. Người làm việc chăm chỉ sẽ đánh bại người tài năng khi người tài năng không làm việc chăm chỉ. Bạn đừng bao giờ ghét những người hay đố kỵ với bạn. Hãy kính trọng những sự đố kỵ đó, vì những người ấy chính là những người nghĩ rằng bạn giỏi hơn họ. Có 6 thứ không nên: không nên đói mới ăn, không nên khát mới uống, không nên buồn ngủ mới ngủ, không nên mệt mới nghỉ, không nên bệnh mới đi khám, không nên già rồi mới hối hận. Hạnh phúc lớn nhất đơn giản chỉ là thời khắc hiện tại. Bạn thực sự hài lòng với những gì bạn đang có. Dù vất vả, khó khăn, nhưng ta biết trân trọng và yêu thương thì nhất định hạnh phúc sẽ mỉm cười với ta. Đừng bao giờ giao bí mật của bạn cho một ai, bởi vì tự bạn còn không giữ được thì còn trông chờ vào ai kia chứ. Giống như hoa dại, hãy học cách sinh tồn trong mọi hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, ngay cả khi người đời cho rằng bạn không thể. Khi bạn muốn tìm một người thay đổi cuộc đời bạn, hãy nhìn vào gương. Nếu như bạn mong đợi người đời sẽ tử tế với bạn chỉ vì bạn tử tế với họ, thì cũng giống như việc bạn trông chờ một con sư tử không ăn thịt mình chỉ vì mình không ăn thịt nó. Cuộc sống vốn dĩ không công bằng, hãy học cách thích ứng đi. Đại dương mênh mông sẽ không thể đánh chìm một con tàu nếu nước không vào bên trong nó. Cũng tương tự như thế, những khó khăn sẽ không thể quật ngã bạn nếu bạn không cho phép chúng làm thế. Cuộc đời chỉ có một, vì thế hãy làm những gì khiến bạn hạnh phúc và ở bên người khiến bạn luôn mỉm cười. Nếu kẻ khác nói xấu bạn, phán xét bạn, mặc dù họ không biết gì về bạn, đừng buồn, hãy nhớ kỹ một điều: chó sủa khi gặp người lạ. Thành công không phải đích đến cuối cùng, thất bại cũng chẳng phải vực sâu thẳm, đó chỉ là động lực để bạn vững vàng hơn trên con đường sắp bước. Không quan trọng bạn phạm bao nhiêu sai lầm, không quan trọng bạn biết đi chậm chạp đến đâu, bạn vẫn chiến thắng những kẻ không bao giờ biết đến hai từ cố gắng. Lòng tin là thứ một khi ta đã mất thì khó có thể trở lại như ban đầu. Đừng nghĩ mãi về quá khứ nếu nó chỉ mang tới những giọt nước mắt. Đừng nghĩ nhiều về tương lai, nó chỉ mang lại sự lo sợ. Đá có thể mòn, huống chi là lòng người, thay đổi trước sau cũng là chuyện thường tình. Ngay cả ngõ cụt cũng là điểm xuất phát, nếu bạn biết quay lưng. Quan tâm nhiều, đồng nghĩa với làm phiền, yêu thương nhiều quá, người ta lại không biết trân trọng. Có hai sai lầm trong cuộc sống, đó là sống cho người khác coi và coi người khác mà sống. Đừng bao giờ hối tiếc những việc đã xảy ra trong quá khứ, vì tại thời điểm ấy, đó chính xác là những gì bạn muốn và tại thời điểm hiện tại, bạn không thể làm gì để thay đổi nó. Trên đời này không có người không thể thay thế, vì vậy,
Chia tay rồi có thể đau khổ, nhưng đừng để bản thân mãi chìm trong cái hố đó, thật sự không đáng. Người ta có thể tự chê bai, chế giễu bản thân, nhưng bạn tuyệt đối không được phụ họa. Đừng dùng bí mật để lôi kéo bạn bè, bởi bạn không có nhiều bí mật để có thể giữ chân họ vĩnh viễn. Có nhiều chuyện rõ ràng biết đáp án rồi còn hỏi, hỏi ra cũng thêm ngượng ngùng mà thôi. Vậy nên dứt khoát không hỏi làm gì. Ví dụ, cậu vẫn chưa lấy chồng à? Cậu còn thất nghiệp hả? Bạn chỉ nên kể về quá trình thực hiện khi kế hoạch đã thành công, bởi chẳng ai muốn nghe thuyết giảng từ kẻ thất bại cả. Cách tốt nhất để thành công chính là làm theo những lời khuyên mà bạn dành cho người khác, bởi vì nó sáng suốt và không bị cảm xúc quấy nhiễu. Tiền bạc giải quyết 99% vấn đề, 1% còn lại là do quyền lực và địa vị xã hội quyết định. Hãy cẩn thận với những gì bạn nói, hoặc nếu cảm thấy không chắc chắn thì đừng nói. Bởi vì những lời nói đó có thể được người khác mang đi rèn thành kiếm và đâm vào lưng bạn lúc nào không hay. Đối với việc tiếp nhận quà cáp từ ai đó, nên nhớ rằng mỗi món quà đều mang theo mục đích riêng, bạn đáp ứng được mục đích của người tặng thì mới nhận, còn không thì từ chối cũng chẳng mất mát gì. Thất bại giúp con người ta nhận ra điểm nào nên tiếp tục phát huy, điểm nào nên từ bỏ, không phải để bạn lao đầu vào sửa chữa điều mà bạn nên từ bỏ. Người ta cố gắng học hành, chăm chút ngoại hình để tìm gặp bạn đời xứng vai phải lứa. Bạn dựa vào đâu đòi họ yêu một người lười biếng, xấu xí, tính tình gàn dở. Tình yêu không phải như phim ngôn tình. Nếu bạn không cố gắng, đừng trách ông trời tại sao không cho bạn gặp kỳ tích. Ngoại trừ cha mẹ và chính bạn, đối với ai cũng nên cẩn trọng một chút. Bạn không biết thứ ở phía sau lưng họ là hoa hay gươm giáo đâu. Chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó. Cuộc đời còn đến mấy chục năm, chứ không phải ngõ cụt để bạn than trời trách đất. Người ta nói tình yêu quan trọng hơn tiền bạc. Vậy bạn có bao giờ thanh toán một bữa ăn tại nhà hàng bằng một cái ôm hay lời tỏ tình chưa? Nếu không ai muốn làm, vậy mình sẽ làm. Mọi chuyện cũng chưa phải quá tệ. Mình không thể hoàn thành mọi việc trong hôm nay, nhưng ít nhất thì mình đã bắt tay vào làm. Nói ít đi, làm nhiều hơn. Những người xa lạ nghĩ gì không liên quan đến mình. Biến tức giận trở thành động lực để làm việc. Những gì tôi làm được có thể không phải hoàn hảo nhất, nhưng nó phù hợp với tôi nhất. Lần sau, mình sẽ làm tốt hơn. Chẳng ngại ngùng gì khi nói cảm ơn người khác một cách chân thành cả. Cố gắng nhiều hơn, mình cũng sẽ trở nên tốt hơn. Trên đời này, không có ai mất đi một ai mà không sống được cả. Đừng sống mãi trong quá khứ, bởi bạn còn có hiện tại để trân trọng và tương lai để hướng về. Mọi sự so sánh giữa người với người đều là khập khiễng, bởi mỗi chúng ta có một quan niệm, một mục tiêu, một thái độ sống riêng. Sống thế nào miễn cho mình thấy vui vẻ và hạnh phúc, vậy là đủ. Ganh ghét, thù hằn không làm bạn tốt đẹp hơn mà chỉ mang đến cho bạn những cảm xúc tiêu cực. Chính vì thế, hãy cứ vị tha và bao dung nếu bạn có thể. Thẳng thắn cũng phải tùy trường hợp, nên nhớ, lời nói một khi đã thốt ra rồi, sẽ không thu lại được nữa. Mọi tình cảm dù là tình yêu hay tình bạn đều dựa trên quan hệ công bằng. Nếu chỉ có một bên níu giữ, vun vén, thì mối quan hệ ấy rồi sẽ chẳng đi đến đâu cả.
Đừng vì một chút quan tâm mà quá ảo tưởng, cái giá phải trả thực sự rất đắt. Hãy yêu bản thân mình, vì chỉ khi bạn biết yêu bản thân thì bạn mới có thể yêu người khác. Trên đời này chẳng có ai kiên nhẫn với bạn ngoại trừ gia đình, thế nên đừng đặt bất kỳ kỳ vọng về ai quá nhiều cả, đau lắm đấy. Hãy đối xử với người khác như cách mà bạn muốn người khác đối xử với mình.